Hello chào mọi người, thì hôm nay chúng ta sẽ lại shop đồng hồ của bà chị tôi và mình thử chơi coi vá đồng hồ cũ rồi phản ứng coi vá làm sao. Bây giờ chúng ta đi. Ủa sao hôm nay dọn ra đây rồi? Ở đâu mất tiêu rồi? Dạ, qua coi chứ. Qua coi đồng hồ. sao dọn ra đây vậy? Thấy bữa nay á là bán tại nhà các bạn, mua thì nhà kinh doanh bán tại nhà. Bán ghê tại. Có động phạm gì chi vậy? Là làm ăn chế đậu phải không? Này là cái hàng chế đậu. Bán cũng được đất đai ha. Rồi có trái dư nữa, cái đó ăn được không? Trái này á ăn được, chết á. Bây giờ đặt thành cái dư dễ bán không? Dư lửa. Có động hồ gì lạ không? Đây, hãy quay đi. Từ đầu tới cuối cái nào hãy xem đi, xem được kỹ đi. Sao đồng hồ cũ không vậy? Đây. Dẫn ra đây nè. Dẫn ra ngoài đây. Xác minh lại. Đây đây. Mấy này mấy cái bánh xe mà liên quan gì đâu. Nhà của mình tại đây ha. Có chữ đồng hồ cũ đúng không? Thấy cái bảng đồng hồ cũ không? Bảng này mình mướn Phạm Thanh Danh thiết kế cho mình đó. Nhớ không? Hư cấu. Rồi. Có xả đồng hồ nè, cổ hơn nè. Mà càng cổ á thì nó càng giá trị, càng đem đi đấu giá. Đúng không? Là mình chuyên nghiệp bán đồng hồ cổ. Mà bạn nào lại thế? Sao cái chị cũ quá vậy? Sao không vậy? Không có được nha chị nha. Đúng rồi, đồng hồ cổ là đồng hồ phải cũ. Chị bán đồng hồ cổ là đồng hồ giá cũ. Đây là đâu? Là giá trị. Cái áo rồi. Đây là cái áo nhân viên của nhà kinh doanh ha. Những cái con đồng hồ cũ mà còn được đấu giá tại bên Nhật mua về nha các bạn, chứ không phải được giỏ rồi giỏ đâu nha. Chúng ta lại vô cái quầy đồng hồ của bác. Cái này là lô xả 50.000 một cái. Lô xả có 50.000 một cái thôi. Quýt không? Quýt không? Còn lô này từ 180-90 gì đó, 300 gì đủ loại mình giá các bạn. Mấy cái này cũng được quá nè. Điện thoại lắm luôn á. Thì nữa. Đúng rồi. Tại vì nó hơi kém thịnh hành tính với mấy bán 50. Mấy cái hôm qua xịn chưa ra nữa hả? Ở cũng hơi độc, ít người chơi á. Rồi ít người mua cho nên giảm giá cho nó 50 thôi. Dành cho mấy bạn nữ. Có 50.000 một cái 50. Giờ biết sao cái trái này đặt là trái dư không? Tại vì trái này tên cà độc dược á. Mà ăn vô á thì chết. Đặt lại là trái dư mới là Tết mới bán được. Đúng không? Chứ mà đọc dược ai mà ăn ai mà mua. Ok không? Ok. Nhà kinh doanh chúc các bạn đó, năm mới dư lửa. Dư rồi á, dư nhiều lửa. Lửa lòng. Rồi á, lửa tiền. Trong nhà bùng tiền vô như nước. Vậy đó, dư cả. Ok. Chưa gì chúc lại. Chúc chứ. Chúc là ốp rồi. Chúc chưa mà muốn ốp không? Ốp rồi. Yeah. Không à. Chúc là ốp sao được. Đây là những con đồng hồ full box luôn các bạn, đấu giá mua về. Chưa xài luôn. Full box về chưa xài luôn. Như con này đang giảm giá nè. Giảm giá nè, dỡ lên coi. Cỡ tay danh béo uống mà tác 90kg là mang vừa luôn. 600.000 thôi. Rồi cái con này á, bán 800.000. Hôm nay ai lấy con này bán 600 luôn nha. Rồi, con này của nữ bán 500 luôn. Hạ giá con này 100 nữa, 500 luôn. Vậy cũng có đồng hồ mới nè, vậy sao trái cũ? Đồng hồ được đấu giá mua bên Nhật nhưng mà người ta đấu giá rồi. Rồi có mới có cũ nữa. Chứ không phải là đấu giá là đồ đã qua sử dụng hết nha các bạn. Có những con đồng hồ là chưa sử dụng, có thể là ta mua về ta không thích. Rồi ta đeo chưa hợp tay, rồi ta bán đi. Rồi đấu giá bán đi để người khác là mua đeo cho vừa cái tay. Hôm nay các bạn mua tận nhà nha các bạn. Mình ở nhà. Nay không có ship hả? Ship có luôn, bữa nay là nhận đơn rồi. Mà nhận đơn hỏng trời rồi, mình đã mở hàng mấy đơn rồi nha các bạn. Vậy yeah, nhận ship có. Hôm nay là chuyển hàng đi thôi. Ờ. Ok.
50.000 có hình con gấu kìa. Giờ có điều gì muốn nói không? Có điều gì muốn nói đâu. Ngoài đồng hồ á, bạn ghé ngang nhà mình rơi mất cái khẩu trang, mình có bán những khẩu trang mà 4D. Một bịch 13.000 thôi. Tại vì mình không có sao khẩu trang mà treo lên cây mai vậy? Bảo vệ sức khỏe cho các bạn, bạn nào rơi dụng khẩu trang thì cứ mua của mình. Đi ngang nhà mình là mình có khẩu trang liền. Ta nói bạn bè bạn làm việc gì bà cũng bán cho gì bà nhà kinh doanh sao vậy? Tại tôi thích kinh doanh mà ta không biết cho nên là tôi biết nhà tôi kinh doanh đó. Tôi đặt tôi tự tôi cho tôi là nhà kinh doanh. Vương bác sợ ta biết nhà kinh doanh nên đặt nhà kinh doanh mà ta không biết tôi là nhà kinh doanh cho nên tôi tự đặt tôi là nhà kinh doanh. Lịch sử ra đời có nhiều đó. Các bạn hãy kết bạn Zalo với tôi nè. Không, cái con đồng hồ này á, là con đồng hồ cơ cổ mình đã đem ra làm móc khóa tặng cho các bạn, quá đẹp. Cái này là cái bánh xe chứ? Đúng rồi, cái bản hiệu á, bản hiệu nha, mà danh VIP á là đã làm cho chúng tôi kinh doanh. Với giá tiền 300.000 cái bản hiệu bằng bánh xe nha các bạn. Chứ sao? Chứ sao giờ sao danh mấy... biết muốn gì giờ mà vô đây nãy chê đồng hồ cũ rồi thầy tôi gì đó chỉ cái bản hiệu tôi bán đồng hồ cũ đồng hồ cổ giờ lựa con nào cổ nhất đeo chơi để đây cái gì vậy lựa để trong lòng được chút lại lấy phải không chút mà kinh doanh nhà nghỉ có tiền cái quà lấy hốt liền trời là cả danh chắc tay con này quá lên lên tay coi. Sao vậy? Thấy không? Tôi thích con đồng hồ cổ nhất rồi. Mà nó cứ chạy cái chỗ 12 giờ hoài à. Cái nó chạy gì rồi nó cứ ngày 12 giờ hoài vậy đó. Mà đồng hồ cơ có cái anh nào mà sửa được cho tôi không? Chứ không phải là đồng hồ hư nha. Hư thì không. Nó phải đứng chở chứ. Máy cơ là nó còn đi. Thì bà nhúc nhích nãy giờ sao nó không đi? Nó không đi là do nó thiếu hư. Dầu. Nó thiếu dầu. Mà tôi không biết lao dầu có anh nào mà làm được không? À, buôn bán làm được anh nào? Vũ. À, nào yêu anh đó luôn chứ sao? Vũ. Vũ chứ. Vũ đồng anh sửa đồng hồ chứ bây giờ á là bán. Không biết sửa. Vậy là sao? Nó vô pin người thay dây hả? Nhiều đây là đúng rồi. Rồi, phải tìm hiểu tự làm ơn. Sao? Phải làm ơn. Thì mũ hạng một mình tôi chứ anh nè, nhìn coi. Mấy Vũ. Lần. Vũ. Đúng không? Danh béo ú. Lâm nhô. Bận buôn bán nhà nghỉ có danh chứ. Lâm nhô. Vũ. Đây các bạn. Rồi con cặp đồng hồ này rất là đẹp này, có 102 rất là cổ luôn. Mà hai con có 230k. Hoạt động bình thường ha. Con này là mình có làm video á trên YouTube nhà kinh doanh mình rất đẹp. Có làm video rồi, quay chị chay. Rồi hiện theo bà. Ơi, cái cặp hay. Đôi này là dành cho mẹ và bé nè, hoặc là hai chị em nè, rất là có ý nghĩa nha bạn. Nó y chang như nhau, lâu lâu mới về gặp mà y chang như nhau vậy, hiểu rồi tới cái mà cái gì cũng y chang nhau nè. Rất vậy là nhất chồng có. Đeo không được hả? Vì cái sai này sai nhỏ sao mà chồng đeo được. Sai tay này là nhà cả tôi nè, cái này chồng cả em là bé, phải không? Mẹ và bé hoặc là chị em. Ồ. Rồi thôi, hôm nay qua đây hỏi thăm vậy thôi. Hôm sau qua hỏi thăm về vấn đề đồng hồ độc lạ. Đó, nó mua đồng hồ cũ mà các bạn chê cũ là gặp bà nhà kinh doanh rồi. Vậy ha, người ta tới đây nó mới gọi là chúc. Cuối năm chúc sao? Ủa đầu năm chứ. Đúng đây rồi, là bây giờ nãy mùng 4. Chúc khách rồi dân chúc đi. Mùng 4. Nè, tôi chúc rồi xong. Xin rồi. Chúc mọi người an khang thịnh vượng. Làm ăn phát tài để mua đồng hồ của bà kinh doanh. Bà nhà kinh doanh, chứ bà kinh doanh nghe ghê quá hả? Các bạn mua ủng hộ tôi có người thì lâu lâu tôi chơi anh có đi cà phê à. Ngoài danh rất là làm caramel cho bà nè ha. Rồi. 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 Nha. Rồi, xong chúng ta chúc chị thôi. Bye bye mọi người.